Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Thương Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu bồn cầu nắp rửa cơ. Cái này có cái mã hiệu là CS767RE4. Cái này bồn cầu là bồn cầu hai khối nha bạn. Thì lúc chúng ta nhận hàng chúng ta sẽ có 3 bộ phận khác nhau. Đó là cái két nước là S767R. Còn thân cầu là C767. Còn cái nắp này là TC W1211 S ha. Thì cái nắp này là nắp rửa cơ có hai chế độ rửa ha. Thì chúng ta sẽ xem qua cái kích thước. Thì kích thước của cái bồn cầu này là dài 717 nè. Cái bề ngang của nó là 445. Còn từ sàn lên két nước là 698 ha. Thì cái bồn cầu này thì chỉ có một chế độ xả thôi. Thì chúng ta bây giờ nhìn tổng quan qua rồi chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cái sản phẩm này nha. Thì cái bồn cầu này á thì nó có tâm thoát chuẩn là 305 mm. Chúng ta sẽ đi kèm chúng ta là bao gồm là van khóa nè, gioăng đế nè và được bảo hành chính hãng là 2 năm. Đây là một trong những dòng bồn cầu hai khối nên nó sẽ có cái khớp nối ở gì đây ha. Có nghĩa giữa cái két nước và cái thân cầu nó sẽ có khớp nối ở đây. Thì cái mẫu này chúng ta sẽ nhìn thấy tương tự giống như cái MS887 á, thì nó có cái thiết kế giống như vậy nhưng mà là bồn cầu một khối thì nó không có khớp nối gì đó. Thì cái bồn cầu này á là cái bồn cầu thân kín. Có nghĩa là cái thân nó đầy ranh như này, chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh lau chùi ha. Và bồn cầu này á, thì sở hữu chế độ xả là Torado. Thì chế độ xả Torado là sao? Là chúng ta sẽ có hai cái đường xả nước ở đây và tạo một lực xoáy ở trong lòng cầu này. Và đặc biệt cái dòng 767 này á, thì cái lòng cầu rất khá là sâu so với những cái dòng Torado có nút nhấn ha. Và ngoài ra thì nó có lỗ để jet ở đây nữa, có nghĩa là chất thải nó sẽ đi thẳng vào đây, đi nhanh hơn ha, tốc độ nhanh hơn. Thì do đây là cái chế độ xả của nó là một chế độ xả là 4,8 lít ha. Nên nó dùng cái chức năng này được. Còn đối với những cái loại mà 3 lít thì nó sẽ hơi khó hơn. Thì còn cái nắp rửa cơ này thì cái chất liệu của này là cái chất liệu nhựa chống trầy và khá là bền nha bạn. Cái chất liệu nhựa này rất là cứng và bền nữa. Tôi thấy khách hàng phản hồi khá là tốt ha. Đó. Và cái này nó có hai chế độ cho chúng ta ha. Hai chế độ là sao? Có nghĩa là cái này là ví dụ như rửa tiểu tiện nữ nè ha, cái này rửa đại tiện nè. Chúng ta muốn mạnh nhẹ chúng ta có thể tăng từ từ lên. Nếu mà áp nhà chúng ta lớn á thì chúng ta sẽ tăng vừa thôi, còn áp chúng ta yếu thì chúng ta có thể để như này cũng được ha, có thể tăng giảm được cái lực nước. Thì trong đấy nó có cái vòi á, nó sẽ thò ra chúng ta đây, nó có vòi trong đây ha, hai cái là đây một cái nữa, đại tiện và tiểu tiện ha. Thì cái vòi này á, thì chúng ta muốn vệ sinh thì chúng ta có thể mở nước ra cho nó thò ra chúng ta vệ sinh ha. Chứ còn từ tờ, cái này nó phụ thuộc áp lực nước. Và chúng ta lưu ý là cái nắp này là cái nắp rửa cơ, nó không có sử dụng điện nên chúng ta không cần phải chuẩn bị nguồn điện ha. Và đây nó có một cái dây cấp cho cái nguồn điện nè, nguồn nước nè. Thì cái này nó có sẵn cái tê chi nước, chúng ta cũng không cần phải mua thêm ha. Thì cái sản phẩm này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Toto Thương Đức tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán ra hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.